lạ nhỉ chị nhỉ. Cái này là mình cắt tóc nữa này là thân lông và gì đây? À thế à, cái lông xong rồi giờ muốn quần áo cho mặt hả? Đẹp quá nhỉ. À giờ mới gặp và giá thấy lạ gì cả nhỉ. Chào. Các bạn nhé. Vâng. Để các bạn ngày đi mua quần áo. Tôi đi mua quần áo.